Muốn thu hút được tiền, bạn phải hiểu bản chất của tiền. Video này sẽ giúp cho bạn hiểu về bản chất của tiền. Khi bạn hiểu được nó rồi thì bạn sẽ thu hút được nó. Bạn có biết vì sao mà những cái video clip như là nghe âm thanh của tiền thì tiền sẽ về với bạn sau 3 giờ, 5 giờ, vân vân. Nếu như bạn quan tâm đến luật hấp dẫn thì bạn sẽ thấy rằng những cái video dạng kiểu như vậy sẽ có một cái lực tương tác rất cao, rất khủng. Dù có kết quả hay không thì họ vẫn cứ nghe. Bởi vì sao? Bởi vì nó dễ làm. Mỗi một clip chứa khoảng 15 đến 30 giây nhạc tần số thì bạn có nghĩ rằng nó giúp được cho bạn thu hút tiền hay không? Thực tế nó chỉ giúp cho bạn lóe lên một cái niềm tin giữa cuộc sống vô vàn khó khăn này thôi. Xong rồi nó lại tắt ngay lập tức. Bởi vì sự thật là gì? Nó không có giúp bạn thu hút được tiền đâu. Vậy thì bản chất của tiền là gì? Tiền là một công cụ và nó đại diện cho một cái loại vật chất có giá trị được đong đếm bằng tiền. Nó không phải là cái thứ thật sự có giá trị. Bạn sẽ nhận ra điều này nếu như đưa cho bạn 10 tỷ xong đưa bạn ra một cái hoang đảo không có người, không có bất cứ ai, không có phương tiện, không có dịch vụ gì cả. Và lúc này thì bạn sẽ cảm nhận được tiền chẳng có giá trị gì. Chúng ta đang dùng tiền để mua những thứ có giá trị như là niềm tin, sức khỏe, vật chất hoặc là sự trải nghiệm. Tiền thật sự là một phương tiện. Bản chất của mọi thứ trong cuộc sống này đều là năng lượng và tiền cũng như thế. Tiền trong cuộc sống này rất là nhiều. Nhưng tại sao bạn lại không lấy được nó? Năng lượng của tiền có một cái tần số nhất định. Nếu như bạn tập trung vào tiền thì cuộc sống của bạn sẽ rất là chật vật. Năng lượng của bạn phải cao hơn năng lượng của tiền thì tiền mới tìm đến với bạn. Những người mà họ rất rất giàu, họ không tập trung vào tiền mà họ chỉ tập trung vào giá trị và những giải pháp. Họ tạo ra những sản phẩm, những dịch vụ mang lại giá trị, tạo giá trị cho cộng đồng. Lúc đó tiền sẽ tự tìm đến với họ. Bởi vì năng lượng của họ lúc bấy giờ là năng lượng của sự hạnh phúc. Họ mang lại giá trị cho cộng đồng thì tiền sẽ tự tìm đến với họ. Khác hoàn toàn với những người làm công việc kinh doanh, chỉ chạy theo tiền. Hằng ngày họ bằng mọi giá phải bán cho được hàng. Sau đó họ lấy tiền từ trong túi của khách hàng. Và những người đó họ rất là chật vật để kiếm tiền. Họ luôn luôn chạy theo đồng tiền. Như vậy thì câu hỏi đặt ra, làm thế nào để nâng cao tần số năng lượng, nâng cao tần số não bộ? Có một cái sự thật, nếu như bạn chỉ dừng lại ở cái việc là chỉ xem một vài cái clip ở trên mạng như vậy, thì không thể nào nâng cao tần số não bộ được. Bạn chỉ hiểu được một góc của vấn đề mà thôi. Nếu như bạn thật sự muốn nâng cao năng lượng, nâng cao tần số não bộ, nâng cao giá trị bản thân, thì hãy đồng hành cùng Yến 22 ngày. Hãy liên hệ ngay với Yến và Yến sẽ giúp cho bạn nâng cao tần số não bộ để ứng dụng thành công luật hấp dẫn bạn nhé.